Suy niệm Chúa Nhật thứ 13 thường niên 5B, bài của Linh Mục Giuse Vũ Đình Tường. Nguồn sống. Bệnh tật và chết là hai thực tại của cuộc sống. Không ai sống mạnh khỏe suốt đời, ít nhiều gì cũng có bệnh, có sinh tất có tử. Không ai có thể tránh khỏi bệnh thể lý dễ nhận ra bởi nó xuất hiện trên khuôn mặt, là thể dò, đo, hỏi, tìm biết nguyên nhân gây mầm bệnh. Bệnh về tâm linh khó nhận ra bởi bệnh tâm linh tiềm ẩn bên trong nên không thể nhận bằng quan sát. Thinh lặng, cầu nguyện và lắng nghe tiếng lòng là chìa khóa mở tìm kiếm bệnh tâm linh. Cuộc sống nào cũng cần có đời sống tâm linh. Không tin Chúa thì tin thần thánh. Chối bỏ thần thánh thì tin vào con người, tin chủ thuyết, trường phái hay chế độ. Vì thế phát sinh ra nhiều trường phái linh đạo khác nhau. Phổ thông và có nhiều thành viên hơn cả là trường phái linh đạo đòi ít cố gắng, vừa nhàn lại dễ dãi, đúng với tên gọi của nó. Trường phái linh đạo dễ dãi giúp cuộc sống an bình trong hoàn cảnh dễ dãi. Gặp hoàn cảnh khó khăn, trường phái linh đạo dễ dãi không giúp giải quyết vấn nạn cuộc sống. Đây chính là kinh nghiệm của người phụ nữ bệnh loạn huyết và cũng là kinh nghiệm của người cha thương con. Khi con ông đối diện với cái chết, cả hai cùng ra đi, rời khỏi nơi nương náu an toàn trước đây đến gặp Đức Kitô. Cả hai xin được cứu giúp và Đức Kitô đã ban cho cả hai được tội nguyện thỏa lòng. Khiêm nhường và chân thành là con đường dẫn đến Đức Kitô. Cả hai đều đặt tin tưởng vào bác sĩ và cả hai đều nhận biết chính họ cũng có giới hạn. Người phụ nữ theo bác sĩ lòng, hết tiền, hết tài sản, không hết bệnh. Đã vậy bệnh còn nặng thêm. Người con gái ông trưởng hội đường cũng không may mắn hơn. Bệnh không khỏi, bác sĩ lắc đầu chào thua. Phó mặc em bé cho cái chết tiến gần. Cuối hốt cùng cả hai dấn thân ra đi. Không còn người trần gian nào giúp được nên họ gặp con Thiên Chúa, Đức Kitô. Cả hai đều biểu lộ lòng tin một cách đáng thán phục, đáng ca tụng. Mỗi người biểu lộ lòng tin của mình một cách khác nhau. Người phụ nữ tin là sờ vào gấu áo Đức Kitô sẽ khỏi bệnh. Ông trưởng hội đường không phải chỉ tin, còn nữa còn tác theo kiểu nói bình dân. Tin buồn đưa đến là con ông đã chết. Dẫu thế, ông vẫn tin Đức Kitô là nguồn ban sự sống. Sự sống ngày ban làm cho cái chết sống lại. Người phụ nữ thầm cầu mong nếu không được chạm đến Ngài, chỉ cần sờ vào gấu áo Ngài cũng sẽ khỏi bệnh và bà ta được tội nguyện. Sờ vào gấu áo Đức Kitô và cảm nhận ơn chữa lành tại chỗ. Đức Kitô biết có người âm thầm sờ gấu áo, bởi Ngài biết ân sủng lan tỏa ra nên Ngài hỏi các môn đệ: ai đã sờ gấu áo tôi? Câu thứ 30. Các ông ngạc nhiên thưa: thầy coi, đám đông chen lấn thầy như thế mà thầy còn hỏi ai đã sờ vào tôi? Biết không thể giữ kín điều đã làm, người phụ nữ sợ hãi đến trước mặt Đức Kitô quỳ gối nhận chính bà đã sờ gấu áo và xin ân chữa bệnh. Đức Kitô nói với bà bởi do lòng tin bà đã được nguồn sống. Bà cùng lúc nhận được ba ơn Chúa ban, đó là ơn chữa lành, ơn bình an và ơn giải thoát. Câu thứ 34. Ông trưởng hội đường còn đang nói chuyện với Đức Kitô thì gia nhân đến thưa: con gái ông chết rồi, làm phiền thầy chí nữa. Câu 35. Đức Kitô an ủi ông: ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi. Câu 36. Vào đến nhà, Đức Kitô nói với người đang khóc: đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy. Câu 39. Và người ta chế nhạo người. Đức Kitô cầm tay kẻ chết và nguồn sống từ Ngài truyền sang em bé. Em đứng dậy, đi lại bình thường. Ngày nay cũng có người chế nhạo khi Kitô hữu tin là Thiên Chúa tạo dựng đất trời, điều khiển mọi sinh hoạt trong đất trời và ban cho chúng sự sống. Chế nhạo lòng tin của Kitô hữu để tin vào, khám phá, tìm kiếm của khối óc con người, mệnh danh là khoa học. Thử hỏi, nếu Thiên Chúa không tạo dựng vũ trụ khoa học, có gì để nghiên cứu không? Chắc chắn, môn khoa học đã không ra đời. Chữa bệnh cho người phụ nữ và cho con gái ông trưởng hội đường cho thấy Đức Kitô không loại trừ bất cứ ai. Ân sủng Ngài ban cho bất cứ ai thành tâm. Ân sủng Chúa vượt biên giới, màu da, sắc tộc và ngay cả chủ thuyết.
Những ai thành tâm đến với Ngài đều không phải trở về tay không, nhưng nhận được nhiều hơn điều mong ước. Bài của Linh Mục Giuse Vũ Đình Thường.